1 á, thì mình tham gia những chương trình văn nghệ của trường. Khi bước lên sân khấu diễn bài Mái Trường Mến Yêu á, thì được thầy cô khen mình cảm thấy rất là vui, và từ đó thì mình thích cái con đường nghệ thuật múa này. Đi tập nhảy là mình phải đi bộ lên trên câu lạc bộ Phan Đình Phùng. Động tác đầu tiên mình muốn học là bobbing. Nhưng mà mình lên trên đó suốt 2 tháng trời mình không thấy được ai nhảy bobbing cả, mình chỉ thấy tại người ta nhảy b-boy thôi. Đến một ngày thì mình đã thấy được một người anh tên là Thức, và tình cờ anh ấy đã thấy được cái tiềm năng, cái chất trong mình, và anh ấy muốn đào tạo mình, muốn dạy mình những bước nhảy đầu tiên. Đến khi mà mình về nhà, mình ăn cơm hay là mình viết bài, có mình cứ đi làm như thế này. Gia Hân và Ngọc Thịnh bốc thăm được thể loại Bollywood. Tuần này Hân và Thịnh sẽ là những cô gái và chàng trai Ấn Độ xinh đẹp với lễ hội Holi. Bollywood là một thể loại rất là mới. Nó bắt nguồn từ văn hóa Ấn Độ. Và các động tác trong múa Bollywood thì nó rất là chi tiết, bắt đầu từ từng ngón tay, từng cái ánh mắt và từng cái nhịp chân. Cái khó khăn đó chính là không phải là về động tác hay là về kỹ thuật, mà đó chính là về cảm xúc và về cái chất, làm sao để mà có thể làm ra được cái chất đấy như là một người Ấn Độ thực sự. Một phần trình diễn mở đầu rất là bốc lửa thưa quý vị, đó là Ngọc Thịnh và Gia Hân với thể loại Bollywood theo phong cách của Hollywood.